Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review Dragon Ball Super trên channel Shonen Action. Trong video xem trước, chúng ta đã nhìn thấy có vẻ như Hit đã giết chết Goku. Và nếu như việc này thực sự xảy ra, thì có nghĩa là Hit là người đầu tiên trong lịch sử Dragon Ball đã giết thành công Son Goku trong một kế hoạch được vạch ra. Hãy nhớ rằng trong quá khứ, Goku đã chết hai lần. Một lần là khi Raditz tấn công trái đất, lúc này sức mạnh của Raditz hoàn toàn vượt trội so với Goku và Piccolo. Và vì thế, nên Goku đã hy sinh để Piccolo có thể kết liễu được người anh trai của Goku. What are you doing? Now, Piccolo, do it! Special Beam Cannon! Lần thứ hai là khi Gohan quá chủ quan không kết liễu được Cell và để Cell định phá hủy trái đất bằng nó tự sát. Goku đã dùng kỹ năng dịch chuyển của mình để đưa quả bom lên chỗ Giới Vương và phát nổ tại đó. Đây cũng là lý do mà Giới Vương bị chết và Goku muốn tìm Ngọc Rồng để hồi sinh ngài trong tập 68. Goku, what's wrong? Well, no matter how you slice it, I figure there's really only one way we can save the Earth at this point. Uh-huh. Goku, what are you talking about? Goku. Goodbye, my friends. 10 seconds left. Let's just call our little match a draw, shall we? Goku! You made me very proud, Gohan. Dad? I'm going to need you to take care of your mother for me. And you're going to have to tell her I didn't have a choice. Goodbye, Gohan. Sorry, Kenkai, but this is the only place I could think to bring him. Hai lần trước là hai lần Goku tự nguyện chết để bảo vệ trái đất. Và vì thế nếu bây giờ Goku thực sự bị giết bởi Hit, cũng có nghĩa là đây có thể nhân vật chính trong saga mới lần này có thể không có chỗ cho Goku, mà sẽ là một nơi để nhân vật khác trở thành một nhân vật chính trong saga này. Nhưng tất nhiên, hãy yên tâm rằng Goku sẽ có thể được hồi sinh để tiếp tục trong saga mới, sẽ phát sóng vào tháng 2 năm 2017. Dragon Ball Super tập 71 đã tiết lộ nội dung và tiêu đề: Cái chết của Goku, lệnh ám sát là phải được thực thi. Là tớ, Goku đây. Xin lỗi mọi người, có vẻ lần này mình lại chết. Một kẻ phi thường nào đó đang thực sự muốn giết mình đang ở rất gần. Mình không thể cảm nhận được ki của hắn, nhưng mình biết hắn sẽ ở đó. Ở đâu? Ngươi ở đâu? Ta sẽ chiến đấu với ngươi bất kỳ lúc nào. Mở đầu video xem trước là cảnh Hit đứng ở giữa một khu vực khá âm u, bao gồm mưa to và sấm chớp. Xung quanh có rất nhiều cấu trúc gai nhọn khá giống với Frieza. Vì vậy, mình nghĩ rằng đây không phải trên trái đất, mà là một hành tinh ở ngoài vũ trụ. Nhưng không chắc chắn rằng đây là hành tinh ở vũ trụ thứ 6 hay vũ trụ thứ 7. Và nếu ở vũ trụ thứ 7 thì chuyện gì đang xảy ra khi Hit có thể di chuyển từ vũ trụ thứ 6 đến vũ trụ thứ 7. Trong trận chiến giữa hai vũ trụ, tất cả việc di chuyển để đi đến các vũ trụ khác nhau đều được thể hiện bởi các thiên sứ như Whis hay Vadus. Vậy việc này có liên quan đến Vadus hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Tiếp tục những hình ảnh trong video xem trước rất thú vị, cho chúng ta thấy Goku đang tìm kiếm một cái gì đó. Có lẽ Goku đã được Chi Chi bắt đi chợ mua thức ăn
nhưng Goku đã làm rơi mất một vật gì đó và đang cố gắng để tìm lại. Tuy nhiên, không thể tìm ra nổi. Vì thế Goku đã nhờ đến sự trợ giúp của hai người con trai của mình là Gohan và Goten để tìm giúp. Một nửa tập phim có lẽ tiếp tục là những chi tiết hài hước khi ta thấy Gohan trong bộ đồ siêu nhân, còn Goten với một cặp kính râm thời trang. Bắt đầu đến với những nhân vật mới, đây trông có vẻ như là những tên tay sai thuộc hạ của một nhóm người. Chiếc máy trước mặt trông như một chiếc khẩu trang hoạt tính, có hoa văn khá giống với bộ giáp chiến binh của quân đội Frieza, và đây có lẽ chính là sếp của bọn chúng, và là người đã thuê Hit giết Son Goku. Hắn đã đưa cho Hit một thiết bị mô phỏng 3 chiều về nhân vật sẽ ám sát, và đó chính là Son Goku. Trong video xem trước, chúng ta đã thấy Goku xuất hiện trên một khu vực trống không người để tập luyện, để rèn luyện ý chí từ sáng sớm. Nhưng anh cảm nhận được có ai đang ở đây, tuy nhiên, Goku không thể cảm nhận được ki của hắn. Goku đã sẵn sàng để chiến đấu với người bí ẩn này bằng cách sử dụng trạng thái Super Saiyan Blue của mình và cố gắng để tìm kiếm. Tuy nhiên, ở ngay phía sau đó chính là Hit, sát thủ mạnh nhất ở vũ trụ thứ 6 đang chuẩn bị ám sát anh. Cảnh tượng tiếp theo có lẽ ta thấy được đó là việc Goku kinh ngạc trước một việc gì đó. Mình nghĩ rằng có thể Goku đã bị Hit tấn công hoặc đâm Goku, vì đó là một phong cách ám sát của một sát thủ, và khi Goku phát hiện ra thì đã quá muộn và anh có thể sẽ chết. Tiếp tục sẽ là việc Gohan, Piccolo và Goten đã tìm thấy Goku. Gohan rất cẩn thận kiểm tra xem tim của Goku còn đập hay không. Tuy nhiên, anh đã nhận ra cha của mình đã chết và Goku đã bị giết bởi một ai đó. Chính người lạnh lùng và bình tĩnh như Piccolo cũng cực kỳ bất ngờ trước việc này. Bằng chứng là việc gương mặt khá hoảng hốt bất ngờ của anh. Goten cũng đã khóc, một cậu bé khi chứng kiến cái chết của cha mình, người mạnh nhất trái đất đã bị giết. Nhưng với tin tức mình đã biết được thì Goku chưa chắc đã chết hẳn và sẽ sống lại để tham gia saga mới. Tổng kết lại, Goku có thể sẽ chưa chết, tuy nhiên sẽ tạm nhường chỗ cho Hit và Gohan ở trong một số tập tiếp theo. Gohan chắc chắn sẽ tập luyện để có thể trở lại trong saga sắp tới vào tháng 2 năm sau. Tuy phần sát thủ Hit chỉ là một phần phụ, nhưng cũng có thể sẽ cho Gohan có cơ hội thể hiện mình. Tập 72 với tiêu đề Đòn phản công, tuyệt kỹ sát thủ vô hình sẽ là tập tiếp theo về vụ ám sát Goku, sẽ được chiếu vào ngày 25 tháng 12. Hãy chú ý đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi sơ review và phân tích Dragon Ball Super trên channel The Shonen Action. Hãy like, subscribe để được đẹp trai và xinh gái hơn và cùng theo dõi những video mới nhất về Dragon Ball Super nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Một chút dành cho quảng cáo fanart bắt đầu. Cảm ơn tất cả các bạn đã gửi fanart về cho chúng mình. Vì qua video đầu tiên về top 10 sát long nhân, chúng mình đã lồng một ít fanart của các bạn vào. Và bây giờ các bạn đã gửi quá nhiều fanart về cho chúng mình rất cảm kích và cảm động. Và bây giờ, chúng ta sẽ chọn ra một số bạn ngẫu nhiên để chúng ta cùng thưởng thức những fanart của các bạn nhé. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? Hãy gửi về Shonen Action cho chúng mình thì chúng mình sẽ nhận ở đó và mình có thể thông báo cho bạn biết nếu bạn được chọn. Ok. Đầu tiên, Luffy ác mộng
Hình ảnh này có được là do Luffy được nhận nguồn sức mạnh từ 100 cái bóng nhờ sự trợ giúp của nhóm hải tặc Rolling khi đánh với Gecko Moria. Moria là kẻ thù của Monkey D. Luffy, người đóng vai trò chính trong việc tiêu diệt quân đội zombie của ông. Họ có một mục tiêu chung và họ cũng gặp nhau như các đối thủ định mệnh khi mà cả hai người đều có mục tiêu trở thành vua hải tặc. Moria cũng là Shichibukai duy nhất, ngoài ra có cựu Shichibukai Jinbei bị sốc trước tin nhà cách mạng Dragon là cha của Luffy. Tuy rằng không sử dụng sức mạnh chân tay như Rob Lucci, thế nhưng việc điều khiển bóng chiến đấu của Gecko Moria còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Trong trận chiến, Luffy đã rất nhiều lần cũng chỉ tóm được bóng của hắn, đồng thời chịu tổn thương nặng trước khi đánh với Gecko Moria thật. Trận đấu này tiêu hao rất nhiều sức lực của Luffy, cũng như làm cả băng mũ rơm phải tơi bời sau cuộc chiến. Người bình thường chỉ có thể nhận được đến 2 đến 3 cái bóng là cùng, nhưng Luffy lại có thể nhét tới 100 cái bóng, đòi hỏi phải có một ý chí, sức mạnh và sức bền vượt trội. Chính bởi khác người như vậy mà Luffy lại biến hóa được thành hình ảnh ác mộng như trên, không còn nhận ra chàng lù gòm nhom nữa rồi. Người thì khổng lồ, cơ bắp thì cuồn cuộn, da thì xanh toàn thân, mái tóc dựng ngược vuốt keo và đặc biệt là đôi mắt đằng đằng sát khí. Với hình dạng này, Luffy hội tụ được sức mạnh của 100 người, trong đó cậu có được những khả năng mà trước đây mình chưa từng có đến, ví dụ như dùng kiếm. Đáng tiếc rằng Luffy chỉ sở hữu hình dạng này trong 10 phút. Tuy nhiên, phải công nhận đây là 10 phút huy hoàng rực rỡ nhất của Luffy khi đánh bại được tên khổng lồ một cách rất dễ dàng, trong sự kinh ngạc của tất cả những ai may mắn được chiêm ngưỡng khoảnh khắc này. Thứ hai là Luffy mọng nước. Cái hình dạng như mang bầu này xuất hiện trong trận chiến với Crocodile, thủ lĩnh của Baroque World, cũng như các nhân vật phản diện khác Luffy đã gặp. Crocodile rất tự tin vào bản thân và sức mạnh. Hắn rất dễ nổi giận khi ai đó xúc phạm đến hắn dù chỉ là nhỏ nhất, ví dụ như khi Sanji nói chuyện về hắn.